Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hàn Quốc Computer. Vào khoảng tầm năm ngoái thì MSI đã giới thiệu những mẫu màn hình gaming của riêng mình, những mẫu màn hình gaming đầu tiên của MSI. Nhưng mà mình cảm giác là nó không được quá là thành công. Nhưng mà trong năm nay MSI đã giới thiệu ra một mẫu màn hình gaming mới. Đấy chính là mẫu màn hình ở ngay phía sau lưng mình đây. Đấy chính là mẫu MSI MPG27VQ. Và nó hứa hẹn sẽ rất thành công khi mà MSI cho nó ra mắt. Và nó có một thông số kỹ thuật cực kỳ ấn tượng trong tầm giá. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hầu bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượn thì hãy tới ngay Hàn Quốc Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hàn Quốc Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Ngay khi nhận được mẫu màn hình MSI Optic MPG27VQ từ MSI và mình nhìn vào vỏ hộp là mình đã thấy ngay nó đẹp hơn cũng như là nhìn nó cao cấp hơn rất là nhiều so với cả phiên bản năm ngoái. Và khi mà mình mở nó ra, lắp ghép nó lại và đúng là như vậy, nó rất đẹp. Mình phải nói lại là thiết kế của nó rất đẹp luôn, nhất là phần chân đế này sẽ được làm theo kiểu là 3 chân, một chân ngắn ở phía sau và hai chân dài phía trước, rất là chắc chắn. Mặc dù trọng lượng của nó không hề nhẹ một chút nào nhưng mà mình có làm rung bàn thì nó vẫn rất là ổn định. Điểm nối giữa ba chân trụ nó là một trục xoay màu đỏ, nó rất là nổi bật và nó sẽ là điểm nhấn cho thiết kế của phần chân đế này. Ngoài ra các bạn còn có thêm một phần lỗ để các bạn có thể đi dây một cách gọn gàng hơn. Mình đánh giá về mặt thẩm mỹ của phần chân đế này là rất cao, nhưng có một điều mình đánh giá chưa cao lắm ở phần chân đế này, đấy chính là sự linh hoạt. Các bạn có thể xoay được trái phải, các bạn có thể lật ngửa được phần màn hình lên, các bạn có thể chỉnh được lên xuống độ cao của màn hình. Nhưng có một điều mà nó lại không làm được, đấy chính là nó không thể nào lật dọc được màn hình. Có thể việc không lật được dọc màn hình thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều về quá trình chơi game của các bạn. Nhưng mà khi các bạn đi dây hoặc là các bạn cắm dây các thứ ấy thì các bạn sẽ cảm thấy là nếu màn hình lật được thành chiều dọc ấy thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Còn nếu như nó nằm ngang, nó không lật được dọc thì mình vẫn có thể sử dụng một cách bình thường. Nhưng mà khi mình đi dây thì nó sẽ hơi bất tiện một chút. Mặt sau màn hình cũng đã được MSI thiết kế lại hoàn toàn, nó đẹp hơn, cao cấp hơn và cũng như là chất hơn. Mặt sau này sẽ được chia làm 3 mảng, mảng ở bên trên sẽ được hoàn thiện theo kiểu là nhôm phay xước. Nó giống nhôm nhưng mà nó chỉ là nhựa thôi nhá. Và kèm theo logo rồng xương MSI, mảng ở giữa sẽ là phần nổi bật nhất với hệ thống LED RGB hỗ trợ công nghệ Mystic Light của MSI. Về hệ thống LED thì nó rất đẹp và rất nổi bật, nhưng mà có một điều là phần hoa văn này nó chưa được đẹp mắt cho lắm. Điểm này thì mình nghĩ là MSI nên cải tiến ở thế hệ sau. Nếu như phần hoa văn làm đẹp mắt hơn nữa thì mình nghĩ nó phần LED này phải gọi là vô địch luôn. Ở góc màn hình các bạn sẽ có thêm một nút joystick để điều khiển menu. Mình rất thích kiểu là tích hợp tất cả các phím chức năng vào trong một phần joystick như thế này. Mình sẽ cảm giác là nó rất là tiện lợi, mình không cần phải mò mẫm ở phía sau xem là đó là nút gì hay là như thế nào nữa, mà mình chỉ cần một nút joystick thôi, mình có thể thao tác cực kỳ chuẩn xác. Mảng dưới cùng là để đặt các cổng kết nối. Ở dưới đáy các bạn sẽ có những cổng kết nối đầu vào như là hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một jack 3.5mm mic in line out, một cổng USB 3.0 và jack nguồn. Cạnh bên các bạn sẽ có một số cổng rất là tiện lợi, ví dụ như là hai cổng USB 3.0, một jack mic tai nghe riêng biệt, thế nên là các bạn sẽ rất dễ dàng để có thể kết nối. Mình đánh giá rất cao kiểu thiết kế này của MSI. Những cổng kết nối đầu vào, những cổng in MSI sẽ đặt ở dưới đáy để mình có thể đi dây được gọn gàng hơn. Những cổng kết nối đầu ra thì MSI lại đặt ở một bên, mình có thể thao tác rất là tiện lợi, mình có thể cắm tai nghe, kể cả là những mẫu tai nghe có cổng USB nhá, thì cắm vẫn rất là dễ dàng, tiện lợi. Qua phần chân đế rồi, mặt sau rồi, bây giờ sẽ là phần các bạn thường xuyên tiếp xúc nhất là mặt trước của MSI Optic MPG27CQ. Nó rất đẹp và cũng như là nổi bật không kém gì mà sau đâu. Điểm ấn tượng nhất của mình đấy chính là giải LED nằm ở ngay cạnh dưới của màn hình. Ngoài việc trang trí ra thì giải LED này còn rất hữu ích cho những game thủ chơi Dota 2 hoặc là CSGO. Giải LED này sẽ hiển thị như là máu hay là đạn, số đạn còn lại của các bạn ấy, và hoặc là những thông tin khác để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt thông tin hơn. Thực ra đây là một công nghệ không quá mới của MSI. Nếu như các bạn đã từng sử dụng những mẫu laptop của MSI rồi thì các bạn sẽ thấy là trước đây, những mẫu laptop của MSI sẽ có một phần bàn phím sử dụng LED RGB. Sự kết hợp giữa MSI và SteelSeries, họ đã thiết kế ra một hệ thống bàn phím có thể hợp LED RGB và nó tương thích với cả game luôn. Và khi vào game, nó sẽ hiển thị như là máu hay là phần đạn của các bạn. Và bây giờ phần màn hình này cũng vậy. Và hệ thống LED trên màn hình này cũng là sự kết hợp giữa MSI và SteelSeries. Viền màn hình của MSI Optic MPG27CQ nó được làm mỏng như là xuống hiện nay. Việc làm mỏng như này, nó ngoài đẹp ra thì nó còn giúp cho các bạn việc kết nối nhiều màn hình lại với nhau nó được tốt hơn.
kết hợp với cả tấm nền cong 1800R nữa thì nó nhìn rất là hiện đại. Với cả tấm nền của MSI Optic MPG27CQ có kích thước là 27 inch, nó không quá lớn nhưng mà cũng không hề nhỏ đâu, phù hợp với cả rất nhiều tựa game khác nhau. Độ phân giải là 2K, tần số quét là 144Hz và tấm nền VA. Với tầm giá 13 triệu đồng của MSI Optic MPG27CQ, nó có một thông số cực kỳ ấn tượng. Với kích thước 27 inch, độ phân giải là 2K, các bạn sẽ có chi tiết hình ảnh lên là rất tốt. Các bạn có thể chơi những tựa game khủng, đồ họa các thứ hiện lên rất là đẹp luôn. Kết hợp với cả tần số quét là 144Hz nữa, nó chơi rất mượt nếu các bạn là một game thủ CSGO. Các bạn bật độ phân giải 2K lên, sau đó các bạn chơi ở tần số quét 144Hz. Nó có hình ảnh vừa đẹp này, nó lại có sự mượt mà và các bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một khung hình nào. Tấm nền VA nghe có vẻ nó không được cao cấp như là IPS bởi vì góc nhìn của nó không tốt bằng, nhưng mà VA nó cũng có những cái lợi riêng của VA. Thứ nhất, các bạn sẽ có mức giá rẻ hơn để có được tần số quét cao hơn. Thứ hai là các bạn sẽ có được màu sắc của nó có phần tươi tắn hơn và màu đen sâu hơn. Mình đã đánh giá chất lượng thực tế của tấm nền này với công cụ là Spider 5 và thu được kết quả rất ấn tượng trong tầm giá. Các bạn sẽ có giải sRGB đạt 100%, giải Adobe RGB đạt đến 85%, nó quá ngon để các bạn có thể vừa chơi game vừa làm đồ họa. Chỉ tính riêng về giải màu thôi thì nó đã tương đương với cả màu MacBook Pro của Apple rồi. 100% sRGB chắc chắn các bạn sẽ không phải ngán bất kỳ một màu sắc nào khi các bạn sử dụng thông thường hay là các bạn chơi game. Với 85% giải Adobe RGB, tuy nó không thể nào phủ hết được giải Adobe RGB, nhưng mà như thế này là nó đã quá cao trong tầm giá của nó rồi, và nó có thể nói là thuộc top những mẫu màn hình có giải sRGB trong tầm giá luôn. Điều làm cho nó làm đồ họa không tốt như là những mẫu màn hình sử dụng tấm nền IPS đấy chính là góc nhìn của nó chưa thực sự tốt như là IPS. Nó tốt hơn rất nhiều so với cả TN, nhưng mà so với IPS thì nó vẫn chưa thể nào mà so được. Khi mình nhìn nghiêng thì nó vẫn có hơi độ vàng nhẹ, và khi mình nhìn từ trên xuống ấy, góc trên xuống hẳn luôn thì nó vẫn có hơi độ cháy sáng nhẹ. Nhưng mà so với cả TN nó hơn rất nhiều luôn, thế nên các bạn hãy cứ yên tâm đi. Khi đo đến phần độ sáng thì mình có phần hơi bất ngờ một chút với độ sáng của MSI Optic MPG27CQ. Nếu như các bạn sử dụng thông thường ở trong môi trường tối hoàn toàn, các bạn có thể hạ độ sáng xuống thấp nhất là 34 nit, rất là dịu mắt trong đêm. Nếu các bạn muốn dùng trong môi trường ánh sáng gắt hơn, môi trường ánh sáng rất gắt, các bạn có thể nâng độ sáng lên 100%, nó lên tận là 375 nit, nó rất sáng. Và thông thường để mình có thể sử dụng một cách thông thường thì mình chỉ set nó khoảng tầm từ 50-70% thôi, chứ để 100% thì nó hơi sáng quá. Độ tương phản của tấm nền này cũng rất là tốt khi đạt 1160:1 khi ở độ sáng là 100%. Nói chung mình không thể chê trách gì với chất lượng hiển thị ở trên tấm nền này. Trong tầm giá 13 triệu đồng, nếu các bạn đang cần tìm một mẫu màn hình vừa để chơi game, vừa để làm việc với đồ họa thì MSI Optic MPG27CQ rất đáng để các bạn có thể cân nhắc. Và khi mình chơi game thực tế ở trên mẫu màn hình này, mình chỉ có thể miêu tả cho các bạn bằng một từ thôi, đấy chính là đã. Kiểu màn hình thì to, độ phân giải thì cao lên đến tận 2K, rồi tần số quét 144Hz nữa, chơi game gì cũng đã luôn. Nhưng để có thể vắt được toàn bộ công suất của cái màn hình này thì các bạn cũng sẽ phải đầu tư vào cạc đồ họa khá đấy. Ít nhất cũng phải tầm từ 1070 trở lên, tốt nhất thì các bạn cứ tầm 1070 Ti trở lên. Dù sao thì nó cũng là độ phân giải 2K, tần số quét 144Hz. Nếu như các bạn có dùng là cạc đồ họa GTX 1060 thì nó vẫn có thể chơi được, nhưng các bạn chỉ nên chơi những game nhẹ nhàng là CSGO, Dota 2 hay là Overwatch mà thôi. Còn PUBG hay là những tựa game khủng các thứ ấy thì các bạn nên sử dụng cạc đồ họa càng khủng càng tốt. Nếu như mà các bạn có thể sử dụng 1080 Ti thì quá ngon luôn. Vừa rồi mình đã đánh giá cho các bạn mẫu màn hình MSI Optic MPG27CQ. Nó kiểu như nó gần như phải gọi là vô địch trong tầm giá rồi. Các bạn, trong tầm giá khoảng tầm 13 triệu các bạn không thể nào mà tìm được một mẫu màn hình nào có trải nghiệm game tốt như là MSI Optic MPG27CQ. Kể cả với mẫu màn hình này các bạn làm đồ họa nó cũng ngon chết luôn. Và với MSI đã tạo ra một mẫu màn hình trong tầm giá 13 triệu có thông số phần cứng tốt và chất lượng thực tế của nó cũng tốt như vậy luôn, là một điều MSI đã làm phải nói là làm rất tốt hướng tới cho người dùng. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào về mẫu màn hình này? Hãy comment phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.